xin chào các bạn nha. Và chúng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ không làm về hamster mà mình sẽ làm về một cái nội dung, đó chính là mình sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề, đó chính là phí ship bên mình, hay còn gọi là phí gửi hàng á. Tại vì mình có thấy khá là nhiều bạn và cô chú cũng như là những anh chị mua hàng bên mình á, có nhiều người người ta chưa hiểu rõ về cái phí ship bên mình. Có người thì đa phần thì những bạn mà mua hàng lâu rồi đó, thì mua hàng online nhiều rồi đó, thì các bạn sẽ biết cách để mà tính cái phí ship như thế nào khi mà mua hàng online. Còn ngoài ra thì cũng có một vài cô chú hoặc là một vài anh chị gọi là mua hàng online ít quá, cho nên là chưa hiểu rõ về cái vấn đề bên vận chuyển người ta tính phí ship như thế nào, dẫn đến việc là nói mình tính ship mắc. Đó, thực ra là phí ship là ở bên vận chuyển người ta tính bao nhiêu thì mình chỉ gọi là có nhiệm vụ là mình báo lại với khách hàng như vậy thôi, chứ mình không gọi là không ăn thêm hoặc là ăn chi một tí một phần trăm nào hết cho cái vấn đề phí ship đó. Đó, và thậm chí là mình còn hỗ trợ thêm cái phí ship mà một phần nhỏ nữa các bạn, chứ mình gọi là không có ăn thêm trong cái phí ship như các bạn. Rồi, và trong cái video này thì mình chỉ là muốn giải thích rõ hơn thôi, chứ mình không có gọi là ý gọi là nói gì khách gì hết. Đó, khách là nói chung là mua hàng ủng hộ bên mình rất là quý luôn, cho nên là mình chỉ muốn gọi là giải thích rõ hơn về cái vấn đề phí ship để cho những anh chị cũng như là những các bạn mua hàng bên mình hiểu rõ hơn thôi nha. Rồi, và trước khi mà vào cái nội dung chính của ngày hôm nay thì mình sẽ nói sơ qua những cái phương thức vận chuyển mà hiện tại mình đang gửi hàng đi xa cho các bạn nha. Thì hiện tại thì những bạn nào mà ở gần khu vực Trà Vinh đâu đó, thì hiện tại mình đang bán hàng ở Trà Vinh nha. Đó, những bạn nào mà ở Trà Vinh đâu đó thì có thể gọi là ghé qua trực tiếp qua shop mình để mà lựa gọi là mua hàng luôn. Và những bạn nào mà ở những tỉnh khác hoặc là ở xa ở đó thì mình sẽ gửi hàng qua các đơn vị vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển có nghĩa là mình sẽ gửi ra bên GNT hoặc là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm. Đó, mà thường thì mình sẽ gửi qua GNT và giao hàng tiết kiệm nha. Tại vì mình thấy hai bên này thì nó giao hàng khá là ok, với lại là cái phí gửi hàng của nó cũng khá là ok, cho nên là mình sẽ thường gửi hai bên này nhiều hơn nha. Và ngoài ra thì mình cũng có nhận gọi là gửi hàng qua xe đò hoặc là các xe chành xe khác các bạn, nhưng mà thường là mình sẽ gửi ra các đơn vị vận chuyển là số nhiều. Đó, còn gửi xe thì nói chung là khá là ít, tại vì gửi xe là các bạn phải ra xe các bạn lấy, ra nhà xe các bạn lấy, thì cái đó thì nó cũng khá là bất tiện, cho nên là mình thấy là rất là ít bạn chịu là ra chành xe đầu lấy. Đó, cho nên là mình thường gửi ra các đơn vị vận chuyển và có shipper gửi đến tận nhà luôn. Rồi, và đó là những cái cách mà mình gửi hàng cho những bạn ở xa. Còn những bạn ở gần thì như nãy mình nói là các bạn có thể ghé qua shop mình mua trực tiếp luôn. Hoặc là những bạn ở huyện ở gần gần khu vực Trà Vinh đâu đó thì có thể là nhắn tin cho mình và mình sẽ gửi tận nhà cho bạn luôn. Ở gần gần thì mình sẽ free ship, không tính ship luôn nha các bạn. Và về cái vấn đề free ship, free ship ở đây thì mình sẽ nói về cái free ship ở bên các đơn vị vận chuyển nha. Thì cái phí ship mà bên các đơn vị vận chuyển người ta tính đó là người ta tính sẽ là theo ký nha các bạn. Theo ký, thí dụ như đơn của bạn là 1 ký đi, thì cái phí ship của nó khoảng là 20 mấy đến 30 mấy ngàn cho 1 ký nha. Đó, thì người ta nói chung là bên các đơn vị vận chuyển người ta tính ship sao thì mình chỉ có việc là mình thông báo lại cái phí đó cho các bạn thôi. Thậm chí là những cái trong cái phí ship đó mình sẽ có hỗ trợ một phần, thí dụ như ship là 34.000 thì mình tính chẳng cho các bạn là 30.000 luôn. Đó, 4.000 đó là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn luôn. Đó. Còn về cái ở trong cái tiền phí ship thì mình hoàn toàn là không có ăn thêm cái tiền lời gì hết nha các bạn. Đó, mình chỉ gọi là có lời trong cái tiền hàng thôi. Nói với những cái đơn hàng mà nó càng nặng ký thì cái phí ship nó sẽ càng cao. Nhưng mà nếu như được thì các bạn đặt một cái đơn gọi là, nếu như mà các bạn đặt ít á, thì mình thấy phí ship nó sẽ khá là cao và nó sẽ không có lợi cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn mà có nhiều, lâu lâu các bạn đặt một lần á, thì mình khuyên các bạn là nên đặt một lần luôn. Thì cái phí ship các bạn sẽ thấy hơi cao, nhưng mà các bạn chia ra thì nó sẽ có lợi nhiều hơn cho các bạn. Hoặc là những bạn nào mà nuôi ít á, thì các bạn có thể mua chung với lại những cái người bạn nào các bạn quen có nuôi chung hamster á, thì các bạn có thể mua một lần luôn. Thì hai người chia phí ship ra thì chắc chắn là mỗi người chịu phí ship nó sẽ khá là rẻ luôn. Rồi, và cái phí ship như thế thì cũng có một vài cô chú hoặc là những vài bạn nói phí ship bình mắc, nhưng thực chất là mình thấy cái phí ship như thế là khá là hợp lý và không mắc nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ nha. Ví dụ một cái đơn hàng khoảng 2,5 kg thì cái phí ship nó có khoảng là 40 đến 40 mấy ngàn, mà tính chẳng là 40 đi ha. Đó, thì trong cái 40 ngàn đó thì nó sẽ bao gồm những cái phí nào?
Thứ nhất là phí vận chuyển. Phí vận chuyển là phí tiền xăng mà để tự gửi từ cái chỗ mình đến những tỉnh khác chẳng hạn. Đó, hoặc ví dụ bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì gửi từ shop của mình đến thành phố Hồ Chí Minh thì đó là tiền xăng. Tiền xăng á thì mình sẽ tính cho nó là 440.000 thì nó khoảng 20.000. Đó. Tiếp theo là tiền gì? Tiền thuế. Và tiền thuế tiền này tiền kia thì mình cho nó cỡ khoảng là 5.000 đi. Đó, 5.000 nha. Là được là 25.000 rồi đúng không các bạn? Vậy là còn 15.000. Đó, 15.000 đó là 15.000 gì? 15.000 đó là dành cho những cái anh shipper, những cái anh mà giao hàng đến tận nhà của bạn luôn, những cái anh mà gọi là dầm mưa dãy nắng để mà giao hàng đến tận nhà của bạn luôn. Đó, các bạn chỉ cần ở nhà thôi và nghe cái điện thoại thôi là những anh đó ship hàng đến tận nhà của bạn luôn, là dành cho những cái anh shipper đó. Và không không phải là 15.000 là dành cho cái anh shipper đó không, mà nó công ty nó còn tính thêm cái phí gọi là phí thu hộ. Phí thu hộ có nghĩa là phí gì các bạn? Là khi các bạn nhận hàng á, các bạn đưa tiền cho cái anh shipper đó thì nó sẽ tính thêm phí thu hộ, và từ cái tiền đó thì công ty bên các công ty vận chuyển nó sẽ chuyển về tài khoản của mình sau mỗi tháng, thì nó sẽ tính thêm cái phí đó. Cái phí đó mình nghĩ là cỡ khoảng đó là 3-4 ngàn gì đó, khoảng 3-4 ngàn đó. Và phần còn lại thì sẽ dành cho những anh shipper nha các bạn. Thì theo mình thấy á, là trong một cái đơn hàng có phí ship 40.000, 40.000, mình tính chẳng 40.000 luôn, mà nó rất là nhiều phí như thế, một ngày tiền xăng rồi tiền xe, tiền thuế, rồi tiền phí thu hộ, rồi tiền dành cho những anh shipper đổ xăng để mà đi giao đến tận nhà của các bạn luôn nữa, thì mình thấy 40.000 đó hoàn toàn là hợp lý đó. Còn nếu như mà các bạn muốn mà tiết kiệm nữa thì bên giao hàng tiết kiệm nó sẽ có một cái dịch vụ là gửi siêu rẻ các bạn. Gửi siêu rẻ thì khi mà hàng đến thì các bạn sẽ ra kho các bạn nhận, chứ không có anh shipper nào giao hàng cho bạn hết, thì nó sẽ tiết kiệm được khá là nhiều. Ví dụ như một cái đơn hàng khoảng 2,5 kg như nãy mình nói là ship giao tận nhà là 40.000 đúng không, thì nếu như mà các bạn ra kho giao hàng tiết kiệm các bạn nhận được thì nó sẽ giảm còn khoảng 20.000 thôi các bạn. Đó, rất là rẻ luôn. Là nó chỉ tính cái tiền vận chuyển thôi nghe các bạn. Đó, còn những cái tiền ví dụ như tiền gửi hàng đến tận nhà của bạn thì nó không tính, thì nó sẽ rất là rẻ luôn. Thì nếu được thì các bạn ra kho các bạn nhận thì nó sẽ lợi hơn cho các bạn. Còn các bạn nào mà ở nhà của bạn không có gần kho giao hàng tiết kiệm á, thì buộc là phải có những anh shipper để giao hàng đến tận nhà của bạn. Thì tất nhiên các bạn tiền nào của nấy thôi, các bạn muốn gọi là thuận tiện, các bạn muốn gọi là không gọi là đi giao ngoài xa xôi để mà đến kho nhận thì các bạn phải bỏ tiền ra, chứ không thể nào mà các bạn gọi là ở nhà đó mà không có muốn đi đâu hết đó, làm biếng đi ra kho để nhận hàng mà các bạn muốn phí ship rẻ nên là không thể nào nha các bạn. Rồi về cái dịch vụ mà gửi siêu rẻ ở bên tiết kiệm á, là khi mà các bạn mua hàng thì mình sẽ tư vấn hết cho các bạn luôn đó, tư vấn cho các bạn để mà các bạn có thể gọi là chọn cái phương thức nhận hàng thích hợp nhất và tiết kiệm nhất cho các bạn nha. Còn đối với các đơn vị vận chuyển á, thì mình gửi hàng online cỡ khoảng là 4 năm nay rồi, thì mình đã chọn ra, mình đã gửi hình như là hầu hết là tất cả các đơn vị vận chuyển rồi, và mình chọn ra 1-2 cái để mà mình gửi tập trung. Thì một cái hai cái này thì mình thấy là cái ship nó khá là ok và nó giao hàng trong thời gian khá là ok, không gọi là chậm quá cũng không gọi là nhanh quá, thì mình thấy khá là ok, hợp lý thì mình mới gọi là gửi cho các bạn nha. Đó, mình gửi hàng khá là lâu rồi cho nên là mình biết bên vận chuyển nào nó hợp lý cho các bạn thì mình gửi bên đó cho các bạn, để mà mục đích cuối cùng của mình á là mình chỉ muốn là tiết kiệm chi phí vận chuyển hết mức có thể cho các bạn thôi. Tại vì nếu như mà các bạn chi phí vận chuyển của các bạn ít càng ít thì các bạn ủng hộ hàng mình càng nhiều đó, thì cái đó là càng có lợi cho mình nữa đúng không. Cho nên là mình thấy bên nào hợp lý, giá cả phí ship hợp lý thì mình sẽ gửi bên đó cho các bạn, cho nên các bạn cứ yên tâm mà đặt hàng. Rồi, và một điều nữa là có nhiều bạn á là so sánh giữa cái phí ship của mình đối với những cái phí ship của những cái shop bán hàng khác. Thì mình nói ở đây luôn, thì cái vấn đề giống như hồi nãy mình nói là cái phí ship nó sẽ dựa theo cái trọng lượng của đơn hàng. Thì nếu như mà các bạn mua một cái đơn hàng gọi là một bộ quần áo đi ở một cái shop nào khác thì cái phí ship nó sẽ dao động khoảng 30.000 trở xuống là cùng, tại vì một cái bộ quần áo thì mình nghĩ là nó nặng khoảng vài trăm gram thôi. Còn nếu như mà các bạn mua một cây mùn cưa bên mình là nó nặng bao nhiêu rồi, nó nặng hết 1 kg rồi đúng không. Vậy là phí ship của một cây mùn cưa là 1 kg là nó có khoảng 30.000, là các bạn bỏ ra 30.000 thì các bạn đã là có thể gọi là mua đâu đó là 2-3 bộ quần áo rồi. Một bộ quần áo thì mình nghĩ là nặng vài trăm gram thôi thì các bạn có thể mua 2-3 bộ quần áo rồi đó đúng không. Còn những cái gọi là sản phẩm khác, ví dụ như các bạn mua một chai dầu thơm hoặc là một đôi giày, thì những cái món đồ nó rất là nhẹ ký, cho nên phí ship nó sẽ chắc chắn nó sẽ khá là nhẹ, khá là rẻ luôn đó, khoảng 20-30 ngàn thôi. Thậm chí là những cái món hàng mà những cái shop người ta bán lời là 2-3 hoặc là 4 á, thì người ta có thể hoàn toàn là phí ship cho các bạn đó. Đó là điều hiển nhiên và điều rất là dễ hiểu luôn đó. Ví dụ như các bạn mua một đôi giày khoảng đâu đó là 300.000 đi, thì shop đó người ta hoàn toàn có thể là miễn phí ship cho các bạn luôn. Nó miễn phí ship gì thôi, nhưng thực chất có lẽ trong cái tiền hàng mà các bạn mua người ta đã cộng vô luôn rồi đó, người ta bán ra cho các bạn là người ta đã cộng vô luôn rồi đó, các bạn không có chạy đi đâu khỏi đi đâu, người ta đã tính cả rồi, người ta chỉ gọi là
cộng vô luôn. Tại người ta quảng cáo, người ta nói là free ship để cho tăng cái gọi là cái hiệu quả bán hàng của ta lên, tăng cái sự tò mò cũng như là muốn mua hàng của các bạn thôi. Chứ thật sự là trong tiền hàng đó người ta đã cộng cái phí ship cũng như là phí thuế này kia kia nọ rồi. Còn đối với những cái đơn hàng của mình á thì cái trọng lượng nó sẽ khác nhau. Đó, thí dụ như các bạn bạn A mua một cái đơn hàng là hai bịch thức ăn đi, là 1 ký, mỗi bịch 500g, hai bịch là 1 ký. Còn bạn B mua một cái đơn hàng là ba cây mùng cưa đi, là mỗi cây 1 ký, là xì ra là 3 ký. Thì cái phí ship nó sẽ khác nhau hoàn toàn, và mình sẽ không có một cái mức giá hoặc là một cái mức phí ship nào cố định hết. Cho nên là khi các bạn mua hàng, các bạn nhắn giùm mình cái số lượng đơn hàng, số lượng mỗi món đơn hàng, đồng thời gửi cho mình cái địa chỉ nhà, số điện thoại, tên, chi tiết, mình sẽ tính ship và báo ship sau cùng. Những bạn nào mà mua hàng bên mình nhiều rồi, các bạn cũng đã biết rồi đó, mình hoàn toàn là không bao giờ báo phí ship trước, tại mình đâu có biết cái trọng lượng của cái đơn hàng các bạn lấy là bao nhiêu đâu mà mình báo, đúng không? Cho nên là mình phải gọi là các bạn mua hàng bên mình thì các bạn nhắn số lượng đó, tên sản phẩm đầy đủ cho mình, rồi gửi địa chỉ cho mình nha. Gửi cái địa chỉ mình mới biết gọi là tính ship nha. Có nhiều bạn gọi là nhắn cái đơn xong rồi không chịu gửi địa chỉ thì mình đâu có biết bạn ở đâu mà tính ship cho các bạn, đúng không? Đó, các bạn làm đủ hết những cái thao tác đó thì chắc chắn mình sẽ gửi cái ship hợp lý nhất cho các bạn. À, và một điều nữa đó chính là những bạn mà đặt hàng ở trên Shopee bên mình á, thì cái phí ship ở trên Shopee á là do bên Shopee, do hệ thống Shopee nó tính, và mình cũng chả biết là trên Shopee nó tính theo cái công thức gì nữa các bạn. Có nhiều đơn á thì cái ship hàng nặng chẳng hạn thì phí ship nó cũng khá là rẻ, còn có nhiều đơn hàng nhẹ thì cái phí ship nó lại cao, thì mình cũng không có biết là bên Shopee nó tính theo cái công thức gì nữa. Và khi mà các bạn đặt hàng, các bạn lên đơn ở trên Shopee á thì Shopee nó hoàn toàn tính giá tiền phí ship, và mình hoàn toàn không thể nào sửa được cái phí ship hoặc là cái giá tiền gì hết. Đó, nó hiện khi mà các bạn đặt hàng, các bạn chốt đơn, các bạn đặt hàng trên Shopee thì nó hiện đầy đủ cái phí ship cũng như là tổng đơn cho các bạn luôn. Thì các bạn gọi là chỉ việc nhận hàng, khi hàng đến thì các bạn chỉ việc nhận hàng và thanh toán số tiền đúng như ở trên web Shopee người ta gọi là báo cho các bạn thôi. Còn về việc ship mắc hay cao thì cái đó mình hoàn toàn bó tay, mình không có thể gọi là động chạm gì tới nó được hết. Trên Shopee các bạn thì hiện tại thì khi mà các bạn vào trang mình mà các bạn bấm follow, bấm theo dõi trang mình á thì các bạn sẽ được giảm thêm 10.000 đối với đơn là hình như là 130.000, thì các bạn sẽ có một cái mã giảm thêm 10.000 nữa khi các bạn bấm follow bên mình. Ngoài ra thì trên Shopee nó hàng ngày nó đều có những cái mã giảm giá đó, các bạn có thể lấy và áp vào cái đơn của các bạn khi bạn đặt đó, thì nó sẽ giảm thêm một phần nào đó phí ship nữa đó. Rồi nếu như mà các bạn không rõ về những cái mã đó thì các bạn có thể inbox riêng cho mình và mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn nha. Còn về cái việc đặt hàng ở trên cái trang web đất hữu cưng.com của mình á, tại trên web đó các bạn thì cái trang web đó mình thiết kế nhưng mà mình không biết làm như thế nào để nó tính phí ship. Tính phí ship thì nó cái đó nó khá là khó khăn, nó cần mã code đồ khá là phức tạp, cho nên là cái trang web của mình nó sẽ không có tự động tính được cái phí ship. Vì thế khi các bạn đặt hàng á thì các bạn cứ đặt bình thường, trên đó thì nó sẽ gọi là chỉ tính tổng tiền hàng thôi nha các bạn, tổng tiền hàng mà các bạn đặt ở trong một cái đơn đó thôi. Còn về phí ship thì khi các bạn đặt xong thì khoảng ngày mai hoặc là chiều hoặc là sau đó thì mình sẽ chủ động alo qua cái số điện thoại mà các bạn nhập ở trên thông tin giao hàng á, thì mình sẽ alo cái số điện thoại đó và báo phí ship cũng như là tổng đơn đầy đủ cho các bạn luôn. Cho nên là các bạn cứ yên tâm mà đặt hàng ở trên web bên mình nha. Web bên mình thì mình thấy là mình gặp khá đầy đủ luôn, và mình thấy thì có nhiều bạn, rất là nhiều bạn đã đặt hàng trên đó rồi, và mình có hỏi thăm thì những bạn đó nói đặt cũng khá là dễ, cũng tương tự như là đặt hàng trên Shopee vậy thôi đó. Nhưng mà con cái thì nó sẽ không có tự động báo phí ship được, mà mình sẽ chủ động alo báo phí ship sau nha các bạn. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Thì hôm nay thì mình muốn làm một cái video gọi là nói rõ hơn về cái vấn đề phí ship bên mình thôi. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.